Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2014 phiên bản số sàn máy 1.0 bản đổ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 178 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc Chevrolet Spark mang biển số 15A12171, sơn xi rất sáng bóng chặt chẽ, hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau. Và sau đây em sẽ quay qua phần tất vỏ cho các bác được xem. Đấy, sơn xi thì màu vàng này. Đấy, trang bị 4 bánh nan răng đúc. Đấy, dàn một nốt của nó khá là ok anh em nhé. Dàn nó nốt của nó còn đạt đến 85-90% này. Đấy, phần cua lốp này, cua lốp thì không hề mù mọt anh em nhé. Chevrolet Spark thương hiệu của Mỹ. Đấy, phiên bản số sàn máy 1.0 bản đổ. Đấy, sản xuất 2014 anh em nhé. Đấy, dàn một nốt của nó khá là ok. Đấy, cua lốp thì không hề mù mọt này. Chevrolet Spark nhỏ gọn xinh mà tiết kiệm nguyên liệu. Thương hiệu thì của Mỹ. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, bản sedan, bản hatchback thì nó cốp nó nhỏ gọn thôi anh em nhé. Nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu. Đấy, đây là những cái đinh bấm răng chặt của xe này. Đấy, đinh bấm này vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Keo chỉ của nó này. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, trước này cũng có tút qua tí dịch vụ anh em nhé. Đấy, những cái đinh bấm của xe này. Đấy, không đâm va, không ngập nước, keo chỉ. Đấy, keo chỉ của nó vẫn ok anh em nhé. Đấy, cốp thì nhỏ gọn xinh xinh thôi. Đấy, bản một đầu thì cốp nó nhỏ gọn xinh xinh, nó không được rộng rãi như bản sedan anh em nhé. Vâng, đây là phần lốp sơ cua này. Đấy, kích lốp này. Sàn xe này. Đấy, sàn của nó thì khá ok, không mục mọt anh em nhé. Đấy, đầy đủ đồ. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, trên này Chevrolet Spark sản xuất 2014. Đấy, hai cụm đèn phanh rất sáng bóng đều nhau này. Đấy, hai cụm đèn phanh này. Sơn xi thì rất sáng bóng chặt chẽ. Trang bị 4 bánh nan răng đúc. Dàn một nốt của nó còn đạt đến 85-90% này. Đấy, cua lốp này. Đấy, phần cua lốp này. Đấy, cua lốp thì không hề mồm mọt anh em nhé. Đấy, Chevrolet Spark nhỏ gọn xinh xinh bản đổ. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Đấy, nội thất của xe này. Đấy, nội thất thì khá là ok. Đấy, nội thất thì ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe. Đây là những cái đinh bấm của xe này. Đấy, đinh bấm của xe này. Đấy, đinh bấm này. Đấy, đây là những cái đinh bấm này. Đấy, vẫn ok anh em nhé. Không đâm va, không ngập nước. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ này. Đây là phần hốc bản lề này. 178 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ cho các bác. Đấy, keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ khá là còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, keo chỉ thì không mất tí nào. Đấy, chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2014 bản đủ, phiên bản số sàn máy 1.0. Đấy, đây là phần bô lăng này. Đấy, bô lăng này. Đấy, có cả túi khí này. Đấy, đầu đài nguyên bản theo xe. Chevrolet Spark thương hiệu của Mỹ. Đấy, đây là phần ghế da đằng trước đây. Đấy, ghế da nguyên bản anh em nhé. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, đây là những cái đinh bấm của xe này. Đấy, đinh bấm của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, bật lên xuống này. Táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ.
táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ. Đây là chốt khóa này. Đấy, chốt khóa cửa này. Phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ khá là ok anh em nhé. 178 triệu đồng bên em có bao rút hồ sơ cho các bác. Vâng, đây là phần cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp thì không hề mục mọt anh em nhé. Đấy, dàn bấm lốp của nó còn đạt đến 85-90% này. Đấy, sơn xì khá là ok, đăng kiểm thì dài miên man. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 2 năm 2020. Đấy, đăng kiểm của nó còn đến tháng 2 năm 2020. Đấy, sơn xì rất sáng bóng sạch sẽ. Anh em là đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thì không phải làm bất cứ một cái gì anh em nhé. Đấy, một mẫu xe thương hiệu của Mỹ. Đấy, phiên bản số sàn máy 1.0 bản đổ. Đấy, trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, ngay sát ngã tư Long Thành. Đấy, bác nào ở xa không biết đường thì hãy alo cho em. Đấy, hoặc là đến chân cầu vượt Quán Toan hoặc là cây xăng Bắc Hà. Đấy, gần ở cơ sở em luôn. Đấy, alo cho em ra em đón. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Đấy, hốc bản lề này. Đấy, đây là những cái đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Không mất đến một cái đinh nào cả. Tràn nỉ nguyên bản theo xe này. Tràn nỉ nguyên bản theo xe này. Xe này lét sau bắc. Thương hiệu của Mỹ. Đấy, sản xuất 2014. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Đấy, bảng tổng của kính chỉnh điện. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của xe này. Bật lên xuống này. Đây là phần táp lô này. Đọc ơi. Đấy, nội thất của xe này. Đấy, tem mác này. Đấy. 178 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet về lát sau bắc. Đấy, thương hiệu của Mỹ. Phiên bản số sàn máy 1.0 bản đổ. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, trang bị túi khí này. Và sau đây em sẽ lộ máy lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Đấy, máy lổ rất êm. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo lỗi gì anh em. Đấy. Đây, mặt táp lô này. Đấy, táp lô này. Đây là phần hộp đựng đồ này. Đấy, chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên này. Đấy, đầy đủ anh em nhé. Đây là gương chiếu hậu này. Đấy. Đấy, đây là phần đèn trần này. Đấy. Phần xi nhan này. Đấy. Phun nước gạt mưa này. Đấy. Điều hòa thì cực mát luôn. Điều hòa này. Đây là phần kính lên xuống này. Đây, hoạt động đốt trơn tru anh em nhé. Đây.
trần này nguyên bản theo xe. Đấy, đẹp luôn anh em nhé. Một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh. Đấy, đây là điều hòa này. Đầu đài nguyên bản theo xe này. Đấy, quả số này. Phanh tay này. Đấy. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2014. Chevrolet Spark sản xuất 2014. Phiên bản số sàn máy 1.0 bản đổ. Máy lổ rất êm anh em nhé. Máy lổ rất êm này. Máy không hề gì dầu này. Máy lổ cũng chất luôn. Mắt rất khô ráo thật sự. Chevrolet Spark thương hiệu của Mỹ. Máy 1.0. Đấy, trên này có chút qua tín dịch vụ anh em nhé. Đấy, đinh bấm giằng giật của xe này. Không đâm va, không ngập nước. Đấy, tổng quan khoang máy của chiếc xe. Đấy, 4 máy anh em nhé. 4 máy, máy 1.0 bản đồ. Vâng, đây là phần lắp cabo của xe này. Lắp cabo của xe đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này. Keo chỉ của nó này. Đấy, vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, máy đổ rất êm anh em nhé. Không rung nát này. Máy không được gì. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghệ em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2014 phiên bản số sàn máy 1.0 bản đủ. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 178 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.